Trong nhiều trường hợp như thay đổi nơi ở, thay đổi nơi công tác, người có thẻ bảo hiểm y tế có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Thủ tục này hiện nay được tiến hành như thế nào? Trước tiên, bạn cần nắm rõ thời điểm được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008, người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý. Như vậy, không phải lúc nào người tham gia bảo hiểm y tế cũng được phép thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu mà chỉ thực hiện vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm mà thôi. Về địa điểm nộp hồ sơ, Điều 3 Quyết định 595 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định, đối với người tham gia bảo hiểm y tế do bảo hiểm xã hội cấp huyện thu thì nơi nộp hồ sơ là bảo hiểm xã hội cấp huyện. Người tham gia bảo hiểm y tế tại các đơn vị do bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trực tiếp thu thì nộp hồ sơ tại bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Về thủ tục đổi thẻ, căn cứ Điều 27 Quyết định 595, hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trực tiếp gồm tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế. Đơn vị cần chuẩn bị thêm bảng kê thông tin. Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn, cần bổ sung giấy tờ chứng minh nếu có. Theo quy định hiện hành, trường hợp thay đổi thông tin thẻ bảo hiểm y tế được giải quyết không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế tiến hành thủ tục làm lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, không phải thanh toán bất cứ chi phí nào. Một vấn đề cũng được người tham gia bảo hiểm y tế quan tâm không kém đó là quyền lợi của người bệnh được đảm bảo thế nào nếu trong 3 ngày này có nhu cầu đi khám chữa bệnh. Căn cứ Điều 15 Nghị định 146 năm 2018, trong thời gian chờ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đề nghị thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế nếu xuất trình được giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh. Trên đây là giải đáp về thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Nếu thấy thông tin này hữu ích, bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo